tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ dỗ mãn tang Đức Cố Tổng giáo mục Phao Lô, Bùi Văn Đọc ngày 6 tháng 3 năm 2021. Đức cha Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng giáo mục giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Việt Nam đã bày tỏ lòng quý trọng, lòng biết ơn về những sự cống hiến, phục vụ của Đức Cố Tổng giáo mục cho giáo hội khi Ngài chủ sự thánh lễ dỗ mãn tang Đức Cố Tổng giáo mục Phao Lô, Bùi Văn Đọc vào lúc 8 giờ 30 ngày 6 tháng 3 năm 2021 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà, Sài Gòn. Mở đầu thánh lễ Đức Tổng Giáo Mục, Du Xe Nguyễn Chí Linh nói về sự hiện diện của Ngài thay mặt Quý Đức Cha trong Hội đồng Giáo Mục Việt Nam, cùng với Quý Đức Cha hiện diện nơi đây dân thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Đức Cố. Ngài bày tỏ lòng quý mến nhất, lòng biết ơn về những sự cống hiến, phục vụ của Đức Cố Tổng Giáo Mục cho Giáo hội. Đức Tổng Giáo Mục nói tiếp, dù không được tham dự thánh lễ trực tiếp, nhưng tôi tin rằng có nhiều người tham dự trực tuyến cùng hiệp thông với hội đồng giáo mục việt nam với tổng giáo phận sài gòn với giáo phận mỹ tho giáo phận đà lạt đó là những nơi đức cố tổng giáo mục đã phục vụ nhiều năm tâm huyết ngài lại là đại ân nhân của chúng ta trong thân phận con người không tránh khỏi những lỗi lầm chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho ngài trong bài giảng đức giáo mục du xe đỗ mạnh hùng giám mục giáo phận phan thiết nguyên giáo mục giám quản tổng giáo phận sài gòn đã nhớ về dấu ấn dân chào cảm xúc thương tiếc trong lòng không chỉ của cộng đoàn dân chúa, mọi người đi bộ theo đoàn, di quan trong thinh lặng, với ngọn nến trên tay, vừa đi vừa suy niệm, hay có những tiếng đọc kinh nhỏ theo từng nhóm và dòng nhạc nền vang lên tâm tình, con vẫn trong cậy chúa. Những hình ảnh này đã in sâu trong tâm trí nhiều người. Đức cố tổng giám mục Phaolô là vị mục tử đã sống trọn vẹn trong ngôn của mình. Chúa là niềm vui của con. Ngài thể hiện cuộc sống tràn đầy niềm vui, niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa đức cố tổng giám mục Phaolo đã hoàn tất hành trình đức tin 74 năm với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục sống trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa sự ra đi rất nhanh đột ngột của ngài làm mọi người ngỡ ngàng buồn thương lời Chúa trong bài phúc âm an ủi chúng ta ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó sau lời nguyện hiệp lễ linh mục Iñesio tổng đại diện đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa Cảm ơn Đức Tổng Giáo Mục Chủ Tế, Cảm ơn Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Linh Mục, Cùng Cộng đoàn Hiệp Dân Thánh Lễ hôm nay. Ngài bày tỏ niềm yêu mến đối với Đức Cố Tổng Giáo Mục Phao Lô. Sau cùng, Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho lời trăn trối của Đức Cố Tổng Giáo Mục Phao Lô về việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được sớm hoàn thành tốt đẹp.